Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một số điệu mình mới làm cho cây đàn Kurtzman K350. Điều đặc biệt là mình làm theo những bài đang thịnh hành trên thị trường âm nhạc hiện nay. Bài các bạn đang nghe đó là bài Đế Vương. Mình có soạn sẵn phần intro và phần out để giúp các bạn chơi nhạc hứng thú hơn. Các bạn hãy theo dõi hết clip này để cập nhật những bài mới nhé. Là bài Khuê Mộc Lam. Các bạn chỉ cần bấm intro và chọn hợp âm si thứ. Chúng ta sẽ có một phần dạo nhạc y chang như bản gốc của Hương Ly. Bài Rồi Thế Luôn này cũng như những bài trước, cũng có intro và phần out. Các bạn chỉ cần bấm intro và chơi giọng pha thứ, chúng ta sẽ có một đoạn intro y như trang bản gốc. Ai Trong Tình Được Mãi là một bản ballad mình soạn trên nền piano và dàn dây. Chúng ta chơi giọng mi thứ. Theo là bài Đám Cưới Nha, một bản đang hot trên thị trường nhạc hiện nay. Phần intro là chơi nhạc cụ tiếng đàn tranh, có điệu cha cha. Các bạn hãy chơi giọng rê thứ nhé. Em ơi, mình soạn intro bằng tiếng đàn bầu sample và tiếng sáo. Chúng ta chơi giọng son thứ.
xin giới thiệu tiếng đàn tranh sambo. Tiếng này thì có hai lớp, nếu mà mình đánh mạnh thì nó sẽ là tiếng á, tiếng vút của đàn tranh. Còn đánh nhẹ thì nó chỉ một tiếng, đánh mạnh nó sẽ là á. Và sau đây mình xin đánh thử một đoạn dân ca con họ để các bạn nghe thử nhé. Phần demo của mình hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Các bạn muốn cập nhật thêm những điều mới thì hãy liên hệ với nhạc cụ Minh Phục ở địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại và website mình sẽ để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.